Thưa quý vị, chiều qua, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng bộ khối doanh nghiệp để kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối trong nửa đầu nhiệm kỳ. Tham dự có đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh hiện có 68 tổ chức cơ sở đảng với 4.764 đảng viên hoạt động theo 6 loại hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết, Đảng bộ khối đã xây dựng quy chế, chương trình hành động để thực hiện 3 mục tiêu đột phá. Kết quả nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ khối đã thực hiện đạt và vượt 28 trên 28 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Trong điều kiện chung nhiều khó khăn, nhưng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ổn định với doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được 503 đảng viên mới và thành lập được 4 tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, xây dựng chính quyền, bảo vệ nội bộ cũng như phòng chống tham nhũng được tăng cường. Vấn đề đáng quan tâm đặt ra hiện nay là nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công nhân mất việc tăng. Công tác phát triển đảng đạt mục tiêu, nhưng tỷ lệ đảng viên trong công nhân và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn thấp. Thống nhất với những mục tiêu giải pháp mà Đảng bộ đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đảng ủy khối xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách để thực hiện các mục tiêu đột phá đã đề ra. Đồng chí đặc biệt lưu ý Đảng bộ khối trong phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trên thực tế, với tỷ lệ đảng viên chiếm chưa tới 3% lực lượng công nhân thì vai trò của đảng trong doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu phát triển. Do vậy, đây là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm, không chỉ của Đảng bộ khối doanh nghiệp mà là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả Đảng bộ tỉnh.